nay đại ca nhà Nhi lại cho ăn món mít đặc sản nha mọi người nhé. Có nhiều muối không? Kéo lại muối to như ngón tay. Mít năm nay bị mất mùa. Đấy, có muối đây, muối to phết đây. Đấy, vừa chín ngon phết đây. Đấy, bao tiền quả này? 45.000 quả mít này mọi người. Đây. Đấy, này. Nắm nhựa lắm, lấy cái túi bóng ra đây. Muối to ghê mọi người nhỉ. Đấy, to ghê. Đấy. Lấy một cái gì đây để gỡ nó ra cho vào. Đấy, tí để cho vào cái túi bóng mọi người. Lau nhựa. Cái mít này là cứ phải lau nhựa thì nó mới hết được. Lấy cái bóng rồi cắt cái này ra, cái cùi ra. Đây mọi người, 45.000 quả mít. Đây là mít này mít ta nhé, không phải mít nai đâu. Mít này mít ta. Ui, nhựa này. Đấy. Đặc sản. Từ đầu mùa giờ nhà Nhi mới ăn được quả mít đầu tiên đấy. Thử cái muối này. Mít ta. Ngon lắm mọi người này. Đấy này. Đặc sản nhé. Đấy. Ngọt lắm. Nắm giữ ấm mọi người. Đây vẫn còn nhựa này. Đây, dìa dìa này. Đấy. Ăn cái mùa hè này thì ngon nhưng nó nóng mọi người. Đây. Đấy. Mi bật cho bác cái điện lên. Mi không ăn mít à? Gọi anh chị ra ăn mít. Gọi anh chị ra. Để bác cậy cho đầy nhựa này. Đây mọi người nhìn này. Đấy, mít ta này, mật này. Đấy. Con lấy cái rẻ lau ra đây, ngồi không tí nó dính ra quần áo ấy. Đấy, vàng không mọi người. Đấy, đặc sản mít ấy. Đấy, mít này là mít xịn nha mọi người nha, không phải là mít lai đâu, không phải là mít như kiểu là mít Thái đâu, mít này là mít xịn ấy. Đấy. Anh chị không ra à? Đấy, mọi người nhìn này, đấy. Ấy này, ngon chưa? Ấy, cầm một cái âu ra đây để cho vào. Ấy này. Ấy. Ngọt lắm mọi người. Ngon. Nước mít ta luôn rồi. Không ăn nữa à? Mới tôi lắm nhựa mọi người. Bên này nắm nhựa. Tuổi thơ ngày xưa là hay đi bứt mít buổi trưa mọi người ạ. Quạt lắm con ạ. Này. Đấy này. Con ngồi chưa? Đấy mọi người này. Đấy, đấy. Cô ơi. Muối tôi lắm nhựa mọi người. Đừng mó tay vào các bạn, để mẹ cậy cho, bố cậy cho. Đây, nắm nhựa lắm mọi người. Đúng rồi. Có tí con lấy cái hộp này. Đấy này. Đấy. Mẹ lấy hộp con lấy sao được. Đấy, mật này, mật chảy này. Đấy. Mật chảy rất nhiều nha mọi người nhá. Này. Đấy, ngon chưa? Đấy. Cầm cái hộp ra đây con, cầm cái hộp ra, mẹ cầm cái hộp ra để cậy ra cho vào. Cho tủ lạnh ấy, cái này cho tủ lạnh mọi người, nó lạnh lạnh ăn ngon lắm. Nhưng mà ăn ít thôi mọi người, ăn 1-2 muối thôi. Để thưởng thức thôi, không còn nóng lắm, mùa này nó nóng. Mấy hôm nay nó mát rồi ăn còn được.
Dựa này. Dựa này. Như cứ về trên bà ngoại ấy, trên nhà bà ngoại trước nhà Nhi hay có. Đấy. Đây cậy vào đây, bỏ đây ra, bỏ này ra. Còn sao đâu? Đấy. Bỏ đây, đấy. Tí nữa cho vào trong tủ lạnh mọi người. Đấy, cậy cho tủ lạnh. Ăn dần. Đấy, Nhi đang cậy vào cho nó ấy này, đây này ấy, tuyệt vời chưa, có tô nhiều nhựa. Nhiều nhựa mọi người, ngon thì ngon thật nhưng nhiều nhựa. Năm nay đầu mùa nhà Nhi năm nay mới ăn được quả, là quả đầu tiên đấy. Này vợ Nhi đi chợ mua không ai về gì cả, cậy hết rồi. Mỗi tội lắm nhựa mọi người, ngon nhưng mỗi tội lắm nhựa. Quả mít to như này nhưng mà không mấy múi. Em cu đang làm gì đấy? Không biết ăn. Đấy, hết một mũi mọi người. Đấy, còn toàn sơ rồi. Đây, nằm nhựa lắm. Đấy, đây nằm nhựa này. Không rửa tay, lau tay nhé con nhá. Đấy. Đấy, ôi tội lắm nhựa này. Đi ngủ. Đấy. Cậy ra. Đấy, cậy ra. Đây. Ôi, nhiều nhựa thế. Không lau đi. Nhiều nhựa thế. Mẹ cậy đi. Đấy. Bóc ra cho đây, cho tủ lạnh. Để bóc đi, bóc mũi cho bỏ sơ đi. Cho nhựa. Quay lại. Này là dao chuyên cắt mít. Quay lại. Mọi người nhìn nhựa này. Quay lại cái thời ngày xưa đấy, thời chăn trâu cắt cỏ đấy. Ngày xưa là hay đi bẻ mít nhà người ta. Đấy. À, đấy mọi người nhìn thấy chưa, ngon chưa, đấy quá ngon, được vàng chóe luôn này, đấy, đấy ngon chưa, ngon là nhiều, đấy, đây mỗi tội nhiều nhựa, coi lại cái tuổi thơ ngày xưa đấy, quả là chín nhừ mọi người, quả này là chín nhừ, đây là có mật, Mita. Đây mọi người nhìn ngon chưa? Đấy. Cái này cho vào tủ lạnh. Xong đậy kín mà mọi người, cái này phải đậy kín. Này mà đi ô tô mà có một múi mít thì vào thơm cả xe. Đấy. Rồi, Nhi xin xuống nai nhá. Bye bye mọi người nhá. Bây giờ bắt đầu là xong rồi nhá. Đấy, còn đống nhựa này mọi người. Tan tác, tan tác. Một quả mít to như thế này cuối cùng là được có bằng này múi này. Đấy, rất chi là ngon mọi người nhá. Này bây giờ phải đậy kín xong cho vào trong tủ lạnh. Đấy. Không có mùi trong tủ lạnh nha mọi người. Đấy. Tuyệt vời chưa? Đấy. Quá ngon luôn đúng không? Mít này mít tha, mít mít ta mình luôn nha mọi người nhé, chứ không phải mít nai đâu. Đây. Rồi, thôi Nhi xin phép Nhi xin xuống cái đường nai nhá. Bye bye mọi người nhá.